Con quay cái mặt xấu của con. Rồi giờ con học bài đi, học bài xong là ba tặng quà. Thầy quay giấy. Đâu có quà đâu. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Tự nhiên xe đứng yên mà tặng quà. Giờ con thích quà gì? Con đứng yên mà tặng, con đi vòng vòng qua xe lên trong mặt. Giờ con đứng yên đi. Con đứng yên đi, con chơi vòng vòng qua trong mặt quá nè. Bây giờ con đứng yên đi. Ba để con đứng yên ba mới tặng được chứ. Ba để bây giờ con đi thế là ba không tặng này nha. Bây giờ con đứng yên đây, đứng yên một chỗ đây ba tặng. Con đứng yên một chỗ ba tặng. Vậy đứng yên một chỗ nè, nhắm mắt lại, ba một hai ba là ba đưa. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món quà đặc trưng nữa, đó là đá sơn chị hai mình tặng cho mình. Yeah.
Mình lập đại. Rồi xong.